Chưa vào nè, khách hàng mang đến cho cô một cô con dâu mới đấy, con thấy không? Ê, đúng rồi là cô ấy, con thấy không? Hả? Có e à đúng rồi, có hai cái mền tóc giống con đấy ha. Ê, mang đến cho con là con dâu. Ê ôi, thấy chả bình tĩnh. Chin chin. Ê chin chin. Ê, ngủ gật ngủ gật cái gì ạ? À? Hả? Đấy, con có bạn gái mới khách hàng tặng cho con đấy, con thấy không? Hả? À, ê đúng rồi là cô ấy á. À, hả? Không thích à? Hả? Không hợp với con à? Ôi dồi, mẹ còn thích hết cách rồi hả? À, ôi dồi, ôi mẹ chồng à, lấy cơm cho con dâu ăn hả? Ê rồi rồi ấy ơi rồi lấy cơm cho con dâu ăn ha. Ê, hôm nay bóc bao mới này cho con dâu ăn này ha. Wow, thơm quá đúng không? Trong đây này thịt này, vịt này, thịt gà này, thịt bò này, rồi trứng nè, rồi rau củ quả này, quả cà sữa nữa này đúng không? Ê ôi, cái đây hạt rất là nhỏ nha, hạt nhỏ mà giòn lắm nha cả nhà ơi. Rồi nhỏ vừa giòn bóc ra là mùi thơm lắm nha cả nhà, dinh dưỡng đầy đủ luôn ha. Một bịch này là 2 kg cả nhà ha.